Xin kính chào toàn thể quý hàng đã quay trở lại với Bát Tư Phan vô gầm cao. Hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một chiếc xe duy nhất trong phân khúc SUV gầm cao cỡ C là được trang bị cô dâu. Mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, thương hiệu Hyundai. Chiếc này là chiếc Tucson 2018, phiên bản này là phiên bản 2.0 dầu đặc biệt. Và con này thì một chủ từ đầu, biển gốc biển 28, biển Hòa Bình các bác nhé. Hiện tại con này em đang chào bán cho các bác với mức giá rất là hợp lý, chỉ hơn 600 triệu đồng cho chiếc xe này thôi ạ. Form dáng thiết kế bên ngoài khá là năng động trẻ trung, cùng với đó là các trang thiết bị option khá là cao cấp. Con này thì các trang thiết bị option cao cấp như là cửa sổ nóc toàn cảnh panorama này, cốp điện này, đề nổ thông minh, phanh tay điện tử đều được trang bị đầy đủ trên mẫu xe này rồi. Ngoài ra thì đời 2018 bên em đang hỗ trợ trả góp cho các bác tầm vào khoảng 65-70% giá trị của xe. Như vậy tầm của cửa tiền loanh quanh 200 chưa đến 200, các bác mang được chiếc Tucson 2018 này về gia đình mình sử dụng rồi. Một chiếc xe chạy gia đình, nội thất cao cấp cùng với form dáng trẻ trung năng động. Với bác nào đang có nhu cầu tìm cho gia đình mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, nội thất rộng rãi nhiều option thì có thể tham khảo với chiếc Tucson này của bên em. Phiên bản dầu là chúng ta khá là tiết kiệm nhiên liệu, đi lại chi phí tiết kiệm rất là nhiều so với phiên bản máy xăng rồi. Nổi bật cho phần đầu xe đó là thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0, thiết kế mặt ca răng hình thác nước cùng với 3 thanh mạ chrome, tạo nét khỏe khoắn ngay cho cái phần đầu của chiếc xe này. Con này thì lên được khá nhiều đồ chơi cho các bác rồi. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn bi cầu với tính năng auto tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng các bác nhá. Phía bên dưới là đèn gầm thì đây là đèn bi cầu rất là sáng với chế độ đi ban đêm cùng với giải led định vị ban ngày phía trước này. Màu đen là cái tông màu khá là nhiều các bác khách hàng lựa chọn, và cái tông màu này nó khá là sạch so với những ô tô khác. Đèn 2018 tức là trải qua sau 5 đến 6 năm sử dụng thì các chi tiết đèn rất là sáng anh chị nhá. Phía dưới có thể quan sát các đường nét ngay cái phần đầu của chiếc Hyundai Tucson 2018 này. Trên phiên bản 2.0 dầu đặc biệt này thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng phay, phanh ABS chống bó cứng được trang bị trên 4 bánh của chiếc xe này rồi. Con này thì đang được sử dụng một bộ lốp Michelin, một bộ lốp thương hiệu lốp rất là tốt các bác nhá. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tay nắm cửa thông minh. Bậc lên xuống đã được trang bị đầy đủ để chúng ta có thể di chuyển lên xe một cách an toàn thuận lợi. Ngay như cái phần hông của chiếc xe là các đường nét cơ bắp cùng với các đường gân dập nổi dập chìm tạo sự uyển chuyển mượt mà, không kém phần năng động trẻ trung cho chiếc Tucson này. Trên phiên bản 2018 chúng ta sẽ được trang bị một bộ nội thất ghế da màu kem sáng. Hai tông màu chủ đạo trong xe là màu đen và màu kem kết hợp. Cả ghế lái và ghế phụ sẽ được trang bị chỉnh điện đa hướng các bác nhé. Phần tappi cánh cửa này, các phím bấm rất là sắc nét, không bong chắc hao mòn. Cùng với đó là phần đầu bọc chrome rất là cao cấp, tay nắm cửa mạ chrome. Hệ thống âm thanh của xe, phần tappi cánh cửa của chúng ta thì cũng rất là mới, không có sức sát nào đáng kể ở trên cái phần tappi này. Hộc đồ thì được trang bị xung quanh thân xe để chúng ta có thể chứa rất nhiều đồ xung quanh cái phần tappi cánh cửa. Các chi tiết con ốc không hề có dấu hiệu rỉ sét, rất là sáng bóng và không hề có dấu hiệu cậy mở. Keo chỉ các bác nhé, không mất một phân keo chỉ nào đâu ạ. Dòng cửa này, con này thì khả năng vận hành khá là tốt, êm ái, động cơ êm. Cột A của chiếc xe cùng với các chi tiết con ốc bản lề, đường ống này, màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất các bác nhé. Đi sâu vào trung tâm nội thất của chiếc xe là con này sẽ được trang bị một bộ vô lăng 3 chấu thể thao cùng với các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay và ga tự động cruise control được trang bị trên mẫu xe này rồi. Hệ thống chống trơn trượt này, cốp điện, một tính năng rất là tiện lợi chúng ta sử dụng. Cửa gió điều hòa diện tích rất là lớn và dễ dàng điều chỉnh hướng gió, mức gió. Phần viền cửa gió điều hòa của chúng ta cũng được mạ chrome. 2018 con này lăn bánh được 8.8 thôi ạ. Số km của chiếc xe này coi nhé, hệ thống chiếu sáng auto này, gạt mưa ngay sau vô lăng rồi. Đề nổ thông minh được trang bị, con này lên được một cái màn hình Android nhưng mà màn hình này thiết kế dựng đứng các bác nhá, với các tính năng cao cấp kèm theo cảm ứng các bác nhá. Hệ thống âm thanh này, điều hòa tự động có SDNC luôn, lọc không khí clean air. Phía bên dưới thì cổng kết nối đầy đủ cho các bác nhá, USB hay là cổng sạc 12V. 2018 thì hơi tiếc là nó chưa lên cái tính năng sạc không dây cho điện thoại di động. Màn hình này tích hợp đầy đủ các tiện ích như Bluetooth, FM, radio hay định vị chỉ đường cho các bác rồi. Các bác có thể giải trí xem YouTube trên đây luôn. Hai phần cửa gió điều hòa hai bên thì thiết kế rất là sang trọng và tiện sử dụng cho cái vị trí hàng ghế phía trước này. Quanh củ số bọc da để các bác có thể quan sát nhé.
củ số thì cũng rất là mới, không hao mòn đáng kể. Các chế độ lái, đồ đai mốt này, phanh tay điện tử, phanh auto hold hay là chế độ đổ đèo. Các chi tiết để ly, để cốc thì xung quanh đều được dán chống xước khá là sạch sẽ và bảo vệ cho cái phần nội thất của chúng ta. Bệ tì tay kim học đồ này rất là rộng rãi cho các bác nhé. Đặc biệt thì phiên bản 2.0 giờ đặc biệt của chúng ta cũng được trang bị một bộ cửa sổ nóc toàn cảnh panorama, giúp cho cái không gian nội thất của chúng ta thoáng đãng, dễ chịu, cảm giác thoải mái và cao cấp hơn rất là nhiều. Tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm kèm đèn trần cho các bác luôn. Con này thì các bác thể thấy rằng là cái phần khoang nội thất thì các bác thấy rằng là con này khả năng là chủ nhân nữ rất là cao. Từ các chi tiết trang trí đều co cùng với vết son để lại trên cái tấm rèm che nắng này. Nội thất khá là dễ chịu với cái tông màu kem sáng này. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau của chúng ta cũng được trang bị khóa chốt an toàn dành cho trẻ em các bác nhé. Và cái khóa chốt an toàn dành cho trẻ em này thì các bác không lo khi đặt các bé ngồi phía sau đâu. Các bé không thể tự động mở cửa nếu như chúng ta khóa chốt cái khóa chốt an toàn này. Các chi tiết con ốc này, lắp bị cánh cửa, học đồ, phần nhựa cũng rất là mới cho anh chị. Đây là cột B các bác nhá, màu sơn đánh dấu trên sản xuất này. Túi đồ, con này thì sẽ được trang bị khá là nhiều túi khí an toàn, ngay cả vị trí ghế lái, ghế phụ đều có đầy đủ túi khí an toàn cho các bác luôn. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Với cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau này thì người sử dụng hàng ghế phía sau này cũng rất là thoải mái, dễ chịu, tận hưởng không khí trong lành, luồng gió điều hòa mát lạnh cho cái không gian nội thất của chiếc xe này. Các bác có thể quan sát cái cửa sổ nóc này rộng đến hết hàng ghế thứ hai, khá là thoáng đãng đấy ạ. Ba tờ đầu cả ba vị trí ghế. Vị trí ghế giữa kim luôn bệ tì tay học đồ cho các bác nhé. Bệ tì tay kim để ly để cốc cho các bác nhé. Các bác có thể quan sát cái chất liệu da này. Chất liệu da rất là mới, còn rất là mới, không có dấu hiệu bẩn hay là đẹp, hay vẫn rất là căng phòng. Lỗ thông hơi cho vị trí đệm ghế, đệm lưng đều đầy đủ cho các vị trí ghế cho các bác luôn. Muốn tối ưu hóa không gian chứa đồ thì hàng ghế thứ hai chúng ta có thể gập lại theo tỷ lệ 6:4 coi nhá. Cột C của chiếc xe này bật lên xuống được ốp mạ chrome để chống chảy xước cho cái phần cửa của chúng ta rồi. Viền chân kính mạ chrome nổi bật trên cái nền đen. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome rất là sáng, nổi bật trên cái nền màu đen của chiếc xe này. Ngoại thất đen, nội thất kem các bác nhá. Mặt la răng bánh sau các bác ơi. Phanh ABS chống bó cứng được trang bị đầy đủ rồi. Form dáng phía sau thì khá nổi bật với cặp đèn hậu công nghệ LED cùng với giải đèn phanh trên cao, tăng khả năng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Phía sau thì chiếc xe này của chúng ta sẽ được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Biển 28, biển hòa bình các bác nhé. Bản dầu 2018, con này em đang chào bán cho các bác với mức giá là 680 triệu đồng và có hỗ trợ trả góp. Loanh quanh trên dưới 200 các bác mang được xe về nhà rồi. 28A06720 này. Con này được trang bị cốp điện rồi các bác nhé, rất là tiện lợi. Vì vậy nên các chị gái mua chiếc xe này thì em thấy rằng là cũng rất là nhẹ nhàng với phần khoang cốp chỉnh điện này. 2T chống đỡ cực kỳ là chắc chắn này, bảng rất là lớn. Các chi tiết con ốc, các chi tiết đường ống này không hề có dấu hiệu cậy mở, còn nguyên dấu sơn đánh dấu trẻ sản xuất các bác nhé. Khoang cốp thì khá là rộng rãi cho các bác trong chuyến hành trình dài để các bác thoải mái chứa đồ trên chiếc túc sơn này và vẫn có thể gặp lại hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ hai. Cổng sạc 12V các bác nhé. Xung quanh cái khoang cốp này thì khá là sạch sẽ, chỉ có một chút xước sắt nhẹ thôi, nhưng mà với một chiếc xe 5-6 năm sử dụng thì con này bác chủ cũng bác giữ gìn khá là tốt về cái độ thẩm mỹ rồi, về cái mỹ quan bên ngoài rồi. Lốp sơ cua, khoang chứa lốp sơ cua cũng rất là sạch sẽ, không hề có han ẩm mốc hay là han dỉ trong cái phần khoang lốp sơ cua này. Mọi người thấy quan sát cái con ốc trên cái phần khoang cốp này sáng bóng luôn đấy ạ. Xung quanh này đều bằng những con ốc chất liệu kim loại chống dỉ nên không hề có dấu hiệu dỉ xét hay có dấu hiệu cậy mở. Chúng ta khóa cốp bằng cái thao tác rất là nhẹ nhàng thôi. Có phím bấm các bác nhá. Mặt la răng bánh sau này. Nội thất hàng ghế phía bên trong. Túi đồ các bác nhá. Con này thì có cái khoang nội thất khá là tươi. 680 là cái mức giá rất là hợp lý. Còn tri ân các bác, lộc lá cho các bác một chút nữa trong cái lễ bàn giao xe. Và trước khi đi xe bàn giao cho các bác thì dĩ nhiên là bên em sẽ kiểm tra thay dầu cũng như là đánh bóng những cái vết xước sát nhẹ bên ngoài để các bác nhận xe về tay một chiếc xe bóng bẩy, đẹp, lung linh từ ngoài vào trong. Chất lượng thì các bác yên tâm, sẽ có văn bản cam kết cho các bác.
Đây là nội thất vị trí ghế phụ các bác nhá. Ghế phụ của chúng ta có được trang bị chỉnh điện đa hướng rồi. Cột B của chiếc xe cùng với các chi tiết con ốc này. Đệm ghế, má ghế rất là căng phồng, má ghế rất là căng, đệm lưng nữa các bác nhá. Một hộc đồ khá là lớn ở phía bên trên của chiếc xe này. Là cà số để bên em chuẩn bị tiến hành gửi biển đi rút hồ sơ các bác nhá. Cửa gió điều hòa xung quanh, túi khí an toàn này. Cột A của chiếc xe, tapi cánh cửa cũng rất là sắc nét cho các anh chị rồi. Hộc đồ rất là nhiều nhá. Tiếp theo đi luôn về phần khoang động cơ thì em giới thiệu qua một chút về cái phiên bản động cơ 2.0 dầu đặc biệt. Tucson của chúng ta thì tổng cộng sẽ có 4 phiên bản. 2.0 tiêu chuẩn này, 2.0 ATH, 2.0 dầu đặc biệt và 1.6 turbo. Và phiên bản này là phiên bản 2.0, đây là phiên bản duy nhất được trang bị động cơ dầu và cũng hẳn luôn là duy nhất trong phân khúc xe gầm cao 5 chỗ cỡ C mà được trang bị động cơ dầu. Máy dầu thì nó chỉ ăn vào khoảng 7 lít thôi. Khoảng 7 lít cho chiếc 2018 này. Vận hành thì đương nhiên máy dầu sẽ có một chút nhược điểm là động cơ dầu nó sẽ hơi ồn một chút so với bản động cơ xăng. Và hiện tại các bác có thể nghe là cái âm thanh máy đang để nổ nó sẽ hơi ồn một chút so với động cơ xăng rồi. Đổi lại chúng ta đã có cái chi phí đi lại tiết kiệm hơn rất là nhiều, dầu lại còn cả rẻ hơn xăng nữa. Và con này thì các bác có thể quan sát qua về khoang động cơ nhá. Các chi tiết con ốc này. Các màu sơn đánh dấu sản xuất xung quanh phần khoang động cơ. Khoang động cơ thì bác chủ cũ bác cũng rất là thường xuyên vệ sinh nên rất là sạch sẽ cho các bác luôn. Khoang động cơ khá là mới. Con này thì vận hành tối đa cho chúng ta là 155 mã lực tại giải phóng tua 6.000. Vận hành ổn định, khả năng cách âm chống ồn tốt và nhiều trang thiết bị option tính năng an toàn như là phanh ABS chống bó cứng hay là khởi động thang dốc, cân bằng điện tử. Cái khoang chi tiết phần khoang động cơ của chúng ta này rất là mới, có nhắc tấm nhìn cách nhiệt gần như không có một chút nào về cái hao mòn. Về chất lượng của xe thì bên em sẽ vẫn cam kết cho các bác như những mẫu xe có mặt tại Butterfun vô gầm cao như là máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn này, không thủy kích gầm nước, thủ tục pháp lý minh bạch rõ ràng về giấy tờ xe, bên em sẽ hỗ trợ các bác tối đa nhất. Và những mẫu xe đến từ Butterfun vô gầm cao bên em còn bảo hành cho các bác động cơ 1 năm nữa, bao check test toàn quốc. Các bác có thể check xe tại nhà cũng được, bên em ship ra tận nhà cho các bác check test tại nhà, check tại các hãng lớn trực tiếp tại Hyundai hay là các gara ô tô mà các bác tin tưởng. Và như vậy thì tổng quan chiếc Tucson 2018 bản dầu đặc biệt 2.0 em giới thiệu chi tiết nhất có thể cho các bác rồi. Bác nào đang nhu cầu tìm một chiếc xe chạy gia đình tiết kiệm, muốn tiết kiệm chi phí đi lại và có cái cửa tiền loanh quanh trên dưới 600 thì có thể tham khảo chiếc Tucson 2018 này của bên em. Hotline để trao đổi thêm thông tin cụ thể là 0964 834 834. Địa chỉ xem xe trực tiếp là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Butterfun. Xin kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.